Lan Hương kính chào tất cả quý vị. Chào mừng quý vị đang cùng đến với tin tức mới nhất hôm nay của tin tức 24 giờ TV. Xót xa đám tang đẫm nước mắt của bé trai 2 tuổi ở Bình Dương, cha mẹ ngã quỵ trước di ảnh con trai. Ngày 21 tháng 10, đám tang của bé LGH 2 tuổi được tổ chức tại ngôi nhà nhỏ ấp Tân Bình, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Nhiều hàng xóm đến giúp đỡ tổ chức tang lễ, chia buồn với gia đình. Không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ. Cha mẹ bé đều ngã quỵ trước di ảnh của con trai. Những người có mặt không giấu nỗi đau lòng. Những giọt nước mắt khóc thương cho đứa nhỏ không may xấu số. Người thân trong gia đình gục ngã. Người bà nội ôm di ảnh của cháu nội vào lòng, khóc nấc từng cơn, gọi tên cháu trong vô vọng. Chia sẻ với phóng viên, bố của cháu bé kể lại về hành trình 5 ngày 4 đêm tìm kiếm con. Cả hai vợ chồng nhiều đêm thức trắng, mong ngóng tung tích của con. Anh Đê cho biết, hôm ấy bé đang chơi ngoài sân, sau đó vợ mình vào trong nhà. Khoảng 30 phút sau là không thấy con đâu. Mình lập tức gọi anh em bạn bè đi tìm kiếm xung quanh nhà và cả những khu vực gần đây, thế nhưng đều không thấy tung tích gì cả. Suốt mấy đêm liền, vợ chồng đều không ngủ được. Cũng theo anh Đê, bé hát ít khi đi chơi xa, chỉ thi thoảng quanh quẩn trong nhà hoặc hàng xóm thôi. Mỗi lần đi đâu xa thì bé hát thường đi cùng bố mẹ. Sáng ngày hôm qua 20 tháng 10, khi nhận được thông tin bé hát ở gần con suối, cách nhà khoảng 500 đến 600 mét, anh Đế không khỏi bàng hoàng đau lòng. Khu vực con suối đó gia đình cũng từng đi tìm kiếm nhiều lần trước đó nhưng không phát hiện điều bất thường gì. Anh đau xót chia sẻ, sáng hôm qua mình và một số anh em bạn bè có đi tìm một vòng rồi nhưng không thấy dấu hiệu gì nên về nhà ngồi nghỉ thì nhận được tin. Mình đi còn vợ ở nhà, ra đến nơi nhìn thấy ảnh con mình như vậy, mình đau lòng lắm. Ngoài bé Đê, vợ chồng anh còn có một bé gái nhỏ mới 6 tháng tuổi phải nhờ người trông giúp. Anh Đê cũng cho biết ngày hôm nay sẽ tổ chức tang lễ và chôn cất cho em bé Hát. Tuy nhiên vì ông ngoại ở Bình Phước lại do dịch bệnh nên nhiều người không thể kịp gặp mặt bé lần cuối. Anh Đê cũng khẳng định gia đình không nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào. Hiện tại cả gia đình chỉ mong muốn nhận được kết luận từ cơ quan điều tra. Như tin chúng tôi đã đưa trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 15 tháng 10, bé trai 2 tuổi ngủ tại ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, chơi trước nhà cùng mẹ là chị A N. Sau đó chị vào trong nhà một lát, quay ra không thấy con trai đâu nữa. Mọi người tỏa đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cháu bé nên đã trình báo cơ quan chức năng. Công an huyện Dầu Tiếng cũng phát thông báo gửi Bộ Công an cùng công an các tỉnh, thành phố, huyện, thị xã, phường để hỗ trợ tìm người mất tích nếu rõ đặc điểm, nhận dạng của bé. Và cho đến trưa 20 tháng 10, người dân phát hiện một thi thể bé trai ở con suối cách nhà nạn nhân khoảng 600 mét nên đã thông báo với gia đình và lực lượng chức năng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24 giờ TV.